Hi mọi người, say hello to my friend. Hello. Hello. Hôm nay mình đang ở nhà bạn của mình đó, đang ở tiểu bang Washington. Đây là con trai của bạn của mình đó. À, rủ nó ra vô quay clip nè mà nó đang mắc cỡ. Mình đang ở nhà bạn của mình ở Washington nên là ở đây khung cảnh rất là đẹp mà hôm nay trời bắt đầu mưa rồi mọi người. Hôm qua thì nắng đẹp nhưng mà hôm nay mưa mất rồi. Nên là mình tranh thủ mình quay xung quanh khu vườn ở đây cho mọi người xem nè. Hoa trồng rất là đẹp nè, thấy không? Nên là mình tranh thủ mình quay cái khu vườn ở đây và căn nhà ở đây cho mọi người xem ở tiểu bang Washington, Seattle. What city here? Huh? What is city? What city here you live in? Washington. Washington, okay. Washington, đây là Seattle city. Washington, yeah. Washington, or the space needle is called Seattle downtown. Oh, Seattle downtown. Okay, thank you. Đó, nó là thành phố Seattle và từ tiểu bang Washington. Bây giờ mình sẽ quay cái khung cảnh xung quanh đây cho mọi người xem nha. Là Johannes, là con trai của bạn mình, rất là đẹp trai. So handsome boy. Đây là hoa bạn mình trồng. Nhìn đẹp lắm mọi người. Hoa này hoa gì mà đẹp quá trời luôn á. Mà mùa đông là nó bị ấy rồi, nó bị đông đá à. Do you know what kind of flower? No. No, you don't know. Mùa đông là nó đông đá mà bông đẹp quá ha. Wow. Nên là qua năm sẽ trồng lại một cái khác. This is, it will die in the winter. Right, Johannes? Mm-hmm. Mm-hmm. It won't come back for next year. It will not come. No. But those flowers, I don't know. Oh, yeah. You don't know that flower? The same? I don't know any of these flowers. But I know this flower. Okay. Bây giờ cho anh bạn này dẫn mình đi tham quan vườn. Oh. That's a tomato. Oh, tomato. Đây là cây cà chua. Wow, nhìn trái ở đẹp chưa? Wow. Can we eat? Mm-hmm. Can I eat one? Wow, juicy. Really juicy. Wow, nhìn ngon quá. Cây cà chua bi. Cái ở đây chứ. Wow, so good. Oh, going bad. No, that's a good one. The red ones. Mm-hmm. If it gets too red, oh, it cracks. Oh, can we eat? No, we cannot eat. We can. Oh, we can. Oh, yeah. Oh, juicy. I don't know. Mm-hmm. Đây là cái đường màu lên nhà, lên cái vườn sau. Đây là cái đằng sau, nguyên cái khu đằng sau đó. Nhìn đẹp chưa? Wow, it is cho hó này. It is BBQ. Yeah. Real. Wow. À, cái này là it's cái fireplace. Oh. Or the fireplace. Oh, cái này là làm để củi. Oh, that's real. The grill. Uh-huh. Oh, đó. Nhìn ở trong. Cái đó là bên trong phía trong nhà đó. Oh, I see your mother. Đó trong cái này cái cửa làm sao? Đó đi lên. Nguyên cái khu này là đất của nhà bạn mình. Ở đằng chỗ này là có cái bàn nè. Chỗ này là rất là tiện lợi cho mình nướng BBQ rồi mình ở ngoài này ăn rất không cảnh rất là đẹp. Nhà bên kia là nhà của hàng xóm. Buổi tối thì bắt đèn ở ngoài này đẹp lắm. Oh, this is flower. Wow, beautiful flower. Wow. Wow. It's too very beautiful. Đó, ở dưới chỗ đó là cái cửa cũng đi, cửa hông đi ra đó. Chỗ đó mà có cà phê, uống cà phê rồi. Wow, flower blooming. Yesterday I didn't see that flower in the table. You see it? Mm-hmm. Mm-hmm.
Today bloom. Yesterday didn't see it bloom. It's small like that. I saw bloom. Oh, you saw? It was starting to explode and then it bloomed. Ah, but not night. I think at night sleeping. I saw it last night. Uh-huh. It's been there for 10 days. Oh. Wow, very, very beautiful. Very beautiful. Yeah. Đây là cái cầu thang đi lên nữa. Đi lên trên này để coi lên trên này có cái gì trên này nè. Wow. That's the lift for. Wow, very nice view. Đây. Ở đây là nhìn xuống nè. Nhìn xuống thấy nhà nè, đó, nguyên cái cảnh nhà đó. Đó. Và bên kia là cái bờ sông, bờ biển á, bên kia nữa là thành phố lớn thầy xe đồ. Đó sát bên đó. Very beautiful here. Where is blackberry tree? The blackberry tree. There's no blackberry tree. Yeah, huh? That's garbage. That's garbage? Garbage up there. Oh, yeah. Ở trên đó là nó kêu mình cái thôi, cái xử lý rác hay gì á. Cây quá bự luôn ha. That Christmas tree, no? It is. Oh, đây là cây giống như cây thông Noel đó mọi người đó. Wow, cây bên kia cũng đẹp kìa, đó. Cây bên này cũng đẹp nè. Yeah. Đây là khung cảnh đằng sau nhà. I like the listen the water noise. Yeah. Ở đằng đó có cái thác nước á, nghe. Yeah, very nice. Wow. Oh, tomato. Yeah. Tomato inside. Hi. Hello. Hello, đáp bạn mình đó. Chưa. Very beautiful. Wow. That flower. Yeah. Super beautiful. Người bạn đó, người đó. Còn người chồng ở trong nhà nữa, lát quay ra trong. Wow. Look, it's a snail. Oh, snail. Yeah. Oh. I drew a snail on here. You call her very nice. A bug's under there. Yeah, be careful. Aunt. That's piggy. Bug. That's. What is that? Seattle. Washington. 2021. Your name? No. Miss. Mr. Piggy Pirate. I like that name. Nothing here. That's his. Nothing. Oh, the cute one. Wow, very nice. Thank you, Johannes. There may be someone today. I heard about your father says, your mama says, a lot raccoon. It kind of looks like a fish. Oh, yeah. I found that at the beach. Oh. See, and you bring. Oh, yeah. Very nice. Nhìn giống con cá nào nó đem từ biển về đó. Really nice. Really good boy. Wow. Fish, crab. And starfish. No, like jellyfish. Yes, that like jellyfish. Yeah. And that is part of the tree that fell down there. Oh, and your father cut it. Đây là cái khung đi xuống. Đường này là đường đi xuống ra đằng trước. That's it. What did that for? What for? That's the storage. Oh, raccoon living here? No. Yeah. It's raining.
And that's the tree that is dead. Oh, why? Oh, yeah. The woodpecker, mm-hmm. And at Christmas, this whole thing, see, it's soft. Oh, yeah, it's soft. So this whole thing at Christmas knocked down all the way here, and all of those knocked down too. That was a lot of. Oh, really? Oh, look the skin. This is skin. Yeah, the skin here. Huh? It's soft, huh? Oh, board. Oh, sorry, board tree. A lot of woodpeckers. Yeah, a lot of wood. But okay. You can chop it down and. These are mushrooms. Oh yeah, mushroom here. Yeah, because the tree died and the mushroom grow up. Mushrooms are strong. Oh yeah, that's an upside down mushroom. Mm-hmm. They call those upside down mushrooms because they grow upside down. Oh yeah. Mà hôm nay mình làm mà nấu bữa cơm bữa ăn tối nè mọi người đó, sườn nướng, đây là sườn nướng nè. Cái này là gỏi Việt Nam. Gỏi salad tôm. Bắp cải với tôm chứ. Đó. Còn này là chả giò. Đó, giờ chuẩn bị ăn tối. Hi honey. Okay. Hello. Hello. Okay. Family. Happy family. I am happy. Wow, thank you. Uh-oh, what's this? What is this? Wow. Thank you. You're welcome. You honey. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Come on. Come on. Okay. Come on. Okay, one more. No, you go later. Come on. Okay.